Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại là chiều nay mình đang mua được một số xe. Đây là một chiếc xe Ablet này, một chiếc Jeep này, một chiếc Sirius này, Dream, Way. Ôi Đấy. Đây là một chiếc kia, một chiếc 82 này. Đấy. Dream, SH, PS này, Future này. Đấy mình đang lồng tiếng nha anh em nhá. Để anh em cố gắng chịu khó nghe đi. Đây là một chiếc Way Ablet. Đấy vì mình đây mình làm mic là nó hơi bị ấy thì mình vẫn cứ cố gắng để cho mọi người biết những con xe này, xe Way RX Future, Way nhỏ, Way đời 2004. Xa xa kia anh Thiệp kia là một chiếc xe Jim. Đấy đứng bên cạnh đây là một chiếc Future biển 99 thì nhá, xe nó cũng được đẹp, con này mình mua cũng là hợp lý. Đấy, mình mua có con này mình mua có 14 triệu 500 thôi. Đấy, xe đẹp. Anh em cho ông quay vòng đi. Đấy. Con này được, được, máy rất là chất. Con này đã dọn rồi anh ạ. Máy chất dọn được. Dọn rồi. Xe này chưa dọn, mình vừa dọn như máy nguyên sơn zin, máy zin nhá. Máy đầu bó rất là đẹp luôn. Anh em chơi. Anh em thông cảm là mình đang lồng tiếng một cái video hơn 20 phút rồi mình cũng phải làm cho nó ấy, định là quay lại nhưng mà mình dắt hết lại xe rồi, giờ dắt đi dắt lại anh em phục vụ các thượng đế trên này. Pha đấy. Kính rất là đẹp đúng không anh? Pha kính lung linh luôn, xe đẹp. Con này máy zin, sơn zin luôn. Sơn zin, máy zin, đẹp. Đấy. Đồ đẹp đấy, nhũ nhủng của nó xịn hết của nó đấy nhá. Anh em kiểm tra xem nhũ xịn hết của nó luôn. Đấy. Từ vành bánh tông đan đấy, vàng ươm đấy, nhìn đẹp không? Đó là vuông vắn đây, toàn bộ sơn nguyên các cái tem zin zin đấy, đấy vành bánh tông đan zin nhất này. Đây mặt bánh xăng zin nhá. Con xe này biển 99, biển đẹp không? Biển là thứ quý 9, thiếu 42 đáng nhân 519 99. Đấy 2004 sinh nhan trắng nha anh em nhé. Con này được xe cái sơn được. Zin. Anh em xe được cái sơn zin máy zin vuông vắn. Mình mua 14 rưỡi nhá, cộng cho các sếp 2 triệu rưỡi nhá. Đấy, anh em chơi. Đấy. Đây một chiếc Way Ablet. Đấy, xe đăng ký 2005 nhưng đời 2003. Đấy. Không, con này 2015. Đăng ký 2015 nhưng mà đời 2013. Đấy, biển số này rất là đẹp. Vẫn đẹp. Đấy, mình mới dung là like là vẫn nhớ, vừa like xong lại lồng tiếng vào để cho các sếp xem đây. Máy zin nhá, xe đẹp luôn nhá. Đấy anh em cứ tin tưởng xe là mình cọc thoải mái. Đấy. Máy rất là chất, con này máy là chất lắm. Xe được. Đấy hình thức các thứ là tương đối ok. Đấy vành bánh tâm lan, đây sơn zin của nó, tem mát của zin hết. Đấy con này mình mua cũng là hợp tình hợp lý thôi, cũng không rẻ mà không đắt. Mình mua có 2-3 triệu thôi, cộng cho các đại ca trên này 1,7 triệu. Đấy. Ok. Đấy các đại ca quan tâm thì liên hệ cho mình. 24,7 triệu nha anh em nhé. Thế ra đây con xe Way Ablet là của giáo sư Vũ Khiêu, qua mua là 12,5 triệu. Đấy xe đã dọn lên mâm sạch sẽ nhé, đẹp đẽ rồi, ngon lành rồi, 12,5 triệu. Hôm qua là nhìn nó cũng bẩn nên bây giờ mình cho anh em nhân viên vào dọn đẹp. Đấy mình bán là mình cộng là 2 triệu nha anh em nhé. Dọn ngon lành rồi anh em ạ, con này dọn bánh đúc 2008 đây, chỗ xước hôm qua 2018. Vẫn còn đấy, 2018 xước qua vẫn còn đấy, rất là may mình vừa like xong thì nó bị ngắt mất cái tiếng thì mình lồng tiếng vào để cho anh em xem đấy. 2018 nha anh em nhé, con này mua 12,5 triệu cộng 2 triệu bao dọn rồi đấy ạ. Vâng. Đây là con Way biển 36 này, đời 2018. 2018 biển con này, 36. Con này Way mua, A mua 11 triệu. Mua 11 triệu nhỉ? Vâng. Con này mua có 11 triệu nhé. 11 triệu rất là hợp lý đúng không anh? Đấy, Way A 110 nhé. Chất nhé, anh em đi làm đi ăn đi grab bike là quá ngon luôn. Đầu bò đẹp này. Đầu bò đẹp, đấy. Mình rất tiếc cái video này cho bắt buộc mình phải lồng tiếng để cho các đại ca xem, nhưng nó vẫn là như câu chuyện của mình thôi, mới dung thôi. Đầu bò rất là ok, đồ đạn rất là đẹp. Cộng cho các sếp 2 triệu con này nhá. Bao dọn rồi anh em nhá. Con này đã dọn ngon lành rồi. Đấy. 11 triệu cộng 12 2 triệu là 13 triệu. Đấy để anh em chơi. Đấy. Quay biển số 36 nhá anh em nhá. Biển 36 xe chính chủ luôn, yên tâm anh em đi yên tâm. Đấy, yên áo các thứ đều đẹp đẹp hết rồi. Đấy. Tiếp theo là con xe Way RX 2010. Xe đẹp 2010, con này mua có 7 triệu rưỡi thôi. Mua 7,5 triệu. Biển 30. Mua 7 triệu rưỡi. Đấy. Xe đẹp lắm, xe này máy zin đỗ ốc bò đẹp lắm. Xe nó nhìn nó rắn. Tất nhiên là hình thức thì phải dọn qua tí.
đấy, nhưng mà xe căng, nói chung là máy căng nhé. Đấy em tem mác thứ, xe hàng mộc chưa có dọn dẹp về mình dọn là được. Đấy. Đấy các đại ca nào mà quan tâm anh em vùng cao là rất là thích cái dòng này. Máy ngon nhá anh em nhá, con này là máy rất là ngon. Máy tiếng nổ, nhưng thật ra mình không ấy thì tiếng hơi nổ tiếc, sướng lắm. Hơi bị tiếc là nó bị không cảm nhận được cái tiếng nổ của nó, nhưng mà máy nổ chất lắm. Đấy. Báo lại con này lúc nãy là không nhớ. Báo lại 11 triệu cộng 2 triệu. Cộng 2. Con ZX bên kia là 11 triệu cộng 1 triệu 7 nhá. Con này là 11 triệu cộng 2 triệu. Con 2018 này. Đấy. Không, con giới đích vừa xong là anh em mua 7 triệu rưỡi. À 7 triệu rưỡi. Mua 7 triệu rưỡi. Ừ. Con này mua 11 triệu cộng 2 triệu bao dọn. Còn con giới SX này là mua 7 triệu rưỡi. Ừ. Cộng 1 triệu 7. Cộng 1 triệu 7 anh em nhé. Chưa bao dọn anh em nhé. Chưa nhá. Bao dọn nhé. Đấy. Máy ngon lắm. Máy ngon. Đấy. Đi em chơi. Đồ đạc các thứ anh em quay rất là kỹ cho anh em nhìn nó dễ này. Không cảm nhận được nổ máy nhỉ. Không cảm nhận được nổ máy thì nó rất là tiếc. Nhưng mà máy này, con này nó rất là ngon. Ừ, máy rất là ngon. Đi em chơi. Đấy, đồ bò đẹp này. Nhà lúc mà hơi thay đổi đi, bây giờ mà dắt lại xe thì hơi vất vả. Đấy. Em Dung bị mấy pha này rồi. Ừ. Đây, cố gắng mình lo. Đây là mình Dung đang lồng tiếng cho phòng kính kín nhá. Đấy. Đấy. Okay. Quan tâm thì cần thiết thì video sẽ làm video kỹ càng. Đây còn một con xe hai Future 29S7 này. 29S7 9963. Con này mua 10 triệu 500 cộng 2 triệu này. Ừ, mua 10 triệu cộng 10 có 12 triệu 500 đây anh em ạ. Giá rất là hợp tình hợp lý. Không có tiếng nổ máy. Đời 99 nhé mọi người nhá. Đấy, anh em nhìn đầu máy đồ ghét của máy đầu bò. Đúng là xe nó cũng được tầm tầm vừa vừa, xe đã dọn rồi. Cũng máy ngon nhá, máy êm đấy. Tất cả những xe mình đăng lên đây là hầu như máy móc ngon lắm, êm lắm. Chứ không kêu lạch quạch không ấy đâu. Đây 12 triệu 500. 12 triệu 500 chiếc Future này. Rất là tiếc, nó mất cái tiếng. Mọi người không cảm nhận được cái tiếng nổ. Tiếng nổ ngoài. Nhưng ngon lắm, anh em cần thiết tiếng nổ thì sẽ có người video cho anh em. Đấy. PS chắc là quay sang BS. Ừ. Đây sang chiếc BS này nhá. BS này 150, nó máy cũng đẹp. Nói chung là hình thức nó vừa vừa, chưa dọn dẹp gì. Đấy là 150. Máy ngon nhá. Con này mình bán ra 25 triệu. 150 y. Đời 2009. BS đời 2009. Đấy. Màu con này màu ánh trai nhé, xe này anh em trong miền Nam, anh em trong miền Nam là thích nhé. Đấy, ốc treo đầu bò vẫn zin, ốc treo đầu bò vẫn zin nhé. Đấy, ốc treo máy vẫn zin, xe nó vuông vắn sơn xiếc thì anh em phải về tỉa lại một xíu. Còn là máy miếc cũng thứ rất là ngon. Đấy là 150 anh em ạ. PS 150 đấy, hơi sắc sắc một xíu đấy. Bán 25 triệu nhá anh em nhá. Đây về sửa sạc qua tí, về sơn xi tỉa lót qua tí. Ừ. Hiện tại là mình, hiện tại bộ phận sơn nó đang quá tải nên chưa kịp tỉa cho em nó. Nên con này dọn qua mất tầm khoảng 1,5 triệu rất là đẹp. Thế anh em đi sướng lắm, con này chất. Để cái là 150 PS, dòng này đi cũng rất là hay. 25 triệu nha anh em nhá. Anh em là chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình. Đấy. Để chất lượng xe thì bên mình cứ cam kết với anh em luôn. Máy được chứ, anh em cảm nhận được con này máy ngon. Không phải quảng cáo gì, máy chất. View. Đấy, ngon. Đấy, giảm sóc đi sướng lắm. Vì nó là 150, đấy, view cái. Tiếp theo là chiếc The Dream. Con The Dream mình mua có 12,6 triệu 500 thôi nè. Đời 2009. Máy nguyên xe đẹp. Con này hơn hay sao anh ạ? 26 triệu 500 cộng 2 triệu rưỡi anh em nhé. 26 triệu 500 anh em ạ. Giá rất là hợp lý. Cộng cho em 2 triệu rưỡi máy nguyên. Máy ngon. Đầu bò đẹp. Con này 2009 đến 10 đúng không anh? 2009 anh em ạ. Con này 2009. Mua 26 triệu 500 nha anh em nhé. Cộng 2 triệu rưỡi. Đấy, rất là hợp tình hợp lý. Chiếc xe này anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình. Rất là máy ở ngoài nó rất là ngon. Rất là tiếc là anh em không nghe được tiếng máy. Nhưng mà chất lượng thì anh em yên tâm đấy, anh em nhìn này. Sơn chống rỉ đấy đúng không? Sơn chống rỉ rất là đẹp. Đây một chiếc 82 đời 98 99. 82 99 mua 39 triệu cộng cho anh em 3 triệu rưỡi nhá.
82 ngon. 99 anh em ạ. Biển 29L 7905. Thế ngon hình thức chất luôn đấy, xe một chủ rồi. Sơn nguyên 82 này được đấy nhá, xe 82 nó được đấy. Đấy, đời 99. Thấy đồ đồ rất là đẹp này anh em này. Đồ đẹp. Đấy. Cốp nổi anh em nhá. Rồi. 99 cốp nổi đồ bò. Sơn zin máy zin anh em nhá. Máy rơ to. Máy rơ to đấy, đời máy rơ to. Máy máy 500 nan vàng. Đồ zin Nhật Bản hết đấy nhá. Đồ sơn của nó Nhật Bản hết đấy. Đấy. Đây. Máy 500 nan vàng ươm. Đấy. Đấy, lặng lẽ để các sếp cảm nhận. Máy thì nó là khỏi nghĩ rồi. Nó thút thít luôn. Đấy, thớt thủng thứ đẹp. Mặt bình xăng thứ đẹp. Được. Được. Cứng cáp. Đấy, biển L đúng rồi, đúng biển. Đăng ký năm 2000. Đấy. Đấy, 39 triệu cộng 3 triệu rưỡi cho anh em chơi nhá. 42 triệu 500 chiếc xe 82 này anh em mà chốt thì inbox trực tiếp với mình nhá. Đấy. Đây, tiếp theo một con chiếc Uinfa. À đây, con Vision. Con này đời 2020. Mua 26 triệu 800 cộng 2 triệu nhá. Bao dọn rồi anh em nhá. Đấy, xe mình dọn cây. Sáng nay mình có làm live, mình có mua, có live con xe này đấy. Đấy, bây giờ là nó thành thân đẹp đẽ rồi, thợ thuyền cho mình làm đẹp đấy. Hoàn thiện rồi. Con này giờ đã ngon lành hết rồi. 26 triệu 800 là mua vào, cộng thêm 2 triệu nữa anh em nhé. Bao luôn cả công dọn cho anh em luôn. Đấy, đấy nhìn đẹp lắm, long lanh. Dòng xe này cồn cào lắm, giờ dòng này đắt. Khóa xì mắc cây, 2020, biển 36B, 69379. Màu đỏ nha anh em, là mệnh hỏa. Rất là ok. Rồi, tiếp theo là con chiếc xe Way. Way Alpha đời đầu nhá, nhưng của nó đời 2003, 2004. Sơn zin máy zin, con này mua có 9 triệu 8 thôi. Máy zin nhá, mua 9 triệu 8 cộng em 2 triệu. Đấy. Con này chưa bao dọn. Chưa bao dọn. Chưa bao dọn, có sức sát đôi cánh yếm ấy, đấy hơi sứt một tí ấy. Còn sơn tem mát còn zin. Đồ nó cũng được. Nhưng con này cục đổ bò nó quá đẹp luôn. Em nó đến từ 34 Hải Dương. Đấy. Màu đỏ đun anh em nhé, sơn zin máy zin ạ. Đồ vẫn phải làm xíu thì sơn nó cũng bỏ ra tầm 500 nữa là đẹp. Đây đồ bò đẹp lắm, nhìn đồ bò nó sửa khốc liệt luôn. Đấy, xe này anh em ở xa xa thì đi khoảng 5-7 năm không nghĩ. Nhưng cái máy con này, đấy nhìn em nhìn sơn đỏ đẹp này. Vuông vắn. Mua 98 cộng 2 nha anh em nhé. Chưa bao giờ. Ship toàn quốc luôn anh em chơi nhá. Uinfa pha này đầu 2003. Máy vòng. Đấy, nhìn trong đấy đôi cùi của tay nắm, cái gáy của vuông vắn rất đẹp. Đấy, tèm đấy. Đấy, các sếp chịu khó nghe chay một tí nhá. Vì là tiếc lắm, một cái video này mình làm không được, tiếc lắm. Đấy, vì nó lỗi ở cái mic, không lên được. Nên mình đây đang thu âm trong phòng thu á. Đây, con Alpha 2021. Alpha này mua 14 triệu nhá, cộng cho các sếp 1 triệu 7. Đời 21 màu mật ong nhé, dòng này giờ hãng nó không sản xuất nhé, riêng cái màu mật ong nó không sản xuất nhé. Vàng cam. Mua 14 triệu anh em nhé, cộng 1 triệu 7 cho anh em. Đời 21 xe chính chủ 1 triệu từ đầu. Chạy 9.000 cây nhé. Xe Yên Bái. Con này có một lỗi một cái mày ơ của nó, nó vàng một tí, còn xe đẹp lắm, 9.000 cây. Mới lắm, mới tinh. Trắng ngọn. Mới tinh luôn, đẹp luôn. Dòng nó rất là mới. Đấy, anh em nhìn đấy, mới rồi. Rồi, ngon rồi. 9.000 cây. Đẳng cấp luôn. Đấy. Giời ơi, giời chỗ. Đấy, thấy chưa? Giời ơi, vắng nhau. Nhìn màu mật ong đẹp, mới đấy. Tinh luôn. Nói chung là mới cưng. Dòng này bây giờ rất là ít anh em nhé. Anh em làm con này đi, quá đẳng cấp này, không sức sát nốt nhỏ luôn. Chất luôn. Tuyệt vời luôn. Đấy. Bán ra có 15 triệu 700 đúng không anh? Cộng 1 triệu 7 hay 1 triệu 8? 1 triệu 7. Cộng 1 triệu 7, cộng 15 đấy, triệu. Đấy, có một cái máy ơ sau nó hơi vàng tí, anh em xử lý. Biển 21 anh em nhé. Về xịt tí sơn là xong. Cần hết bên mình chỉ xịt một tí sơn nhũ là xong. Bên mình có dịch vụ làm ấy luôn. Và đấy xịt hết có 10.000 bạc thôi, không đáng gì. Đấy. Qua là đẹp. Đấy, nhìn cái ốc, nhìn cái, anh em nhìn cái, ở đây là con xe 2010 nhá. Con này mình mua rất hợp lý, mua có 26 triệu này. Hai con mua bằng nhau anh. Con này mua 26 triệu, con 2010 là quá chất.
anh em một đại ca mua xong rồi lỗ đấy, một này mua 30 triệu về lỗ đấy. Đấy anh em rất là cứng, anh em nhìn đôi da máy cứng. Này bây giờ còn được điện đẹp, xe đẹp nhá, 26 triệu cộng với các sếp. À, xe này à, xe hát á, ở xe hát, ok xe hát không phải là, ôi con này là đấy cộng các sếp 3 triệu nhá, mua 26 triệu cộng 3 triệu chật lắm, máy nó máy căng, máy zin nhá, sơn zin máy zin. Con này căng luôn. 2010 đấy, đồ bò đẹp cho anh em xem, đồ bò ốc, đồ bò à, cái ốc cái giòn nó còn nở nổi nhá, nảy lòi đấy. Da máy đẹp. Tem zin nhá, các cái tem mác với nước sơn zin hết đấy. Đấy 2010 anh em nhá, con này máy nổ căng lắm. Ừ, đấy. Bác mở cái mặt yên, anh em cẩn thận nó còn bôi quét cái sơn đen vào cái mặt yên đấy. Đấy đấy đấy, chỗ đấy. Cái sơn đen tí vào. Mua 26 cộng 3 nhá anh em nhá, 29 triệu. Ừ. Bác nào chốt xe này thì cứ inbox trực tiếp cho bên em. À. Ra mà nghe cái máy này, con này ở ngoài rất là ok. Chất luôn. Tiếp theo con Sirius. Xe Sirius nhá. 2009 lốp còn zin. 2009. Lốp còn zin theo xe nhá. Con này mua 7 triệu rưỡi. Đấy. Bán 7 triệu rưỡi cộng cho các đại ca 2 triệu. Đại ca chơi. Giá ni lông. Đấy xe ELC nhìn cái anh em nhìn cái lốp đầu bò lốp ốc. Xe lốp còn zin theo xe. Đây là tuần thứ bao nhiêu trong 2018? Tuần thứ 9 hay 2018? 2009. Đấy. Đây xoài đẹp, cái đầu bò đẹp lắm. Mốc xì nhỉ. Mốc xì luôn. Đấy, xe nó dán lên lông nhá, anh em về bóc ra tí, xe dán lên lông. Đấy. Lốp zin đấy, đấy lốp theo xe đấy. Để anh em đang tìm số lốp. Sorry lốp. Tuần thứ mấy 2009 này, đấy, đây đang soi. 2009. Chuẩn là 9 2009. Đấy. Đúng, còn lốp còn zin theo xe. Thì sao mình vừa like, mình mới dùng vừa like xong lại nhớ lại hết mà. Đấy xe em được. Đây cho anh em chơi. Máy chất lắm, con này máy căng. Da máy mọng lên. Ừ. Đấy, da máy đấy. Anh em nhìn da máy mọng không? Mọng, da phun ra điện. Đồ nói chung đồ zin. Bóc cái biển Mika, biển con này biển 16 ấy. Hải Phòng. Hải Phòng. Đấy. ELC anh em Hải Phòng nó rất là thích cái dòng này. Đấy. 16B7 26 264 bao nhiêu? Đấy, đây còn con Jeep này nhá. Jeep này mua là mua 9 triệu cộng cho anh em. Con Jeep này mua 9 triệu. Đấy. Mua 9 triệu. Đời 2011 rồi cộng cho em 1 triệu con xe này đổi xe, anh em mình vừa mới bán ra anh em đổi xe khác. Đấy, cộng 1 triệu là bán 10 triệu cho con xe Jeep 2011 nhá. Dùng máy móc nó cũng được, xe cũng được. Anh em cần thiết xem video thì mình sẽ gửi các cái video chi tiết cho anh em. Đấy, đấy xa xa kia tiếp tục đấy con Jim đấy, có con Jim này rút hồ sơ. Con Jim này rút hồ sơ nhá, con Jim này nó mua vào là 42 triệu, rút hồ sơ mất 2 triệu là 44 triệu. Cộng cho các đại ca 3 triệu nhá. Jim đời 2012 đẹp lắm. Trắng tinh trắng nõn luôn đấy. Hồ sơ đã có bên xe máy hồi kia rồi nhá anh em nhá. Hồ sơ vào tên rồi nhá. Xe nói chung trắng tinh. Đồ đẹp lắm. Xe đẹp lắm, xe dành cho anh em dân chơi. Ra cô cho điện đẹp. Đấy, đẹp 2012 lắm, tem nhôm, nhìn chất. Hàng chất lượng luôn. Đấy, đã rút hồ sơ. Bán bao hồ sơ nhá, 47 triệu cho anh em bao hồ sơ. Đấy, anh em ship toàn quốc anh em xe này. Đang trắng nõn, trắng tinh. Đấy để cho các anh em cảm nhận cái mới như thế mà. Đây là sơn zin nhé, không phải sơn lại đâu nhé. Máy zin nhé anh em nhé, con này máy zin đấy. Máy zin đấy, nhìn pha phổ mút sợi, như viên kim cương. 47 mới triệu. Tinh. Nổ nó là chấm hết, đấy ga nổ sướng lắm. Mình ngồi nha. Ừ, ngon luôn. Anh em chơi nhá. Đấy. Anh em hôm nay hơi kịch câm đấy, nhưng mà nó cũng có cái hay riêng của nó. Kệ, không sao. Mình vẫn là thuyết minh luôn, bộ phim này nó hơi khác bọt đấy chứ. hơi bị dân chơi như này, bây giờ quay lại dắt xe chết. Thế nên đành phải thôi, cứ cố ai nghe được nghe, cô nào nghe. Thế. Vì là vẫn còn đúng mấy lại. Đây, đấy. Bên cạnh mình là chiếc SH. SH đời 2021. 22. Đấy, chạy có 1.600 cây. 1.600 cây. Con này mua 92 triệu đúng không? 150 CBS. Đấy, 2022. Mua 9... Mua 92 triệu.
Con này bán 94 triệu. 150 CBF này đắt lắm. Biển số 6608038. Em kiểm tra đi. Xe 1000 cây nhé, đừng hỏi vì sao, mới lắm. Anh em cứ tin tưởng là xe mình các đại ca vẫn cọc bình thường. Mua 92 triệu anh ạ. Mua 92 triệu. Cộng với các xếp 2,5 triệu cho máu. Nhá. Đẹp lắm. 92 triệu cộng 2,5 triệu 94 triệu 500 nhé anh. Đây một chiếc xe của anh, một anh Tuấn ở thị xã Sơn Tây. Một trong những tư gia hàng sưu tầm nhé, mới đi có 1000 cây. 1000 cây. Giờ này anh ấy đi 1000 cây con SH. Đấy 150/219 ABS. Mình mua này 105 triệu của anh Tuấn Hà Tây. Anh cho Tuấn ở Sơn Tây nhá. Mình cộng 5 triệu con xe này, cộng 4 triệu rưỡi cho anh em chơi nhá. 109 triệu 500, 150 ABS 2019. Đăng ký 2019 cái xe này hay, mới được 2018 thôi chứ được 2019. Rất siêu đẹp, siêu đẹp. 1000 cây nhá, mới tinh. Dòng xe đắt nhất của dòng SH, không còn gì loại nào mới hơn con này. Hàng mình mua của tư gia anh Tuấn anh bán cho mình một con xe gym, một con xe SH này nhá. Tư gia anh em chơi sưu tầm đấy chứ không phải là xe mua về đi đâu. Anh mua một loạt, mua chục con xe về bán xe để ngắm, để hàng sưu tầm kê bán quán cà phê nhá. Đẹp lắm. Cái con này đẹp lắm, hơn nghìn cây, nghìn cây. Đây tiếp theo là những con xe SH 150. Đấy hôm nay sáng nay mình vừa có like rồi. Anh em cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Thì cũng mình mới dùng cũng là cố gắng hết sức để thuyết minh những chiếc phim để cho anh em chơi. Hôm nay là nó bị lỗi mic nhé, mình không xem được. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn. Chào tất cả mọi người.